Vâng, em quay xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Em quay hôm nay là về được một con Hyundai Santa Fe mới dầu bản cao cấp nha quý anh chị, sản xuất 2022. Sản xuất 2022 mẫu mới nha quý anh chị. Ở bản này nâng cấp có radar, phanh nâng cấp với lại chế độ bấm đuôi nha quý anh chị. Xe này rất là mới luôn, xe vừa về đây. Xe về bên em chặt cửa hàng rồi quý anh chị ạ. Xe bên này là gara bên em nhé, gara dọn xe và dọn xe để mà giao cho khách, chứ lại những xe cũng có những con xe này đang chờ giao nha quý anh chị. Thì quay lại con đây Hyundai Santa Fe, xe màu trắng nha quý anh chị, nội thất thì quý anh chị biết rồi. Còn đây em quay bên này nó rộng, thì nội thất của Santa Fe bản cao cấp á, thì ghế da hai màu nha quý anh chị. Xe này đi mới 16.000 km thôi. Đây, bấm lốp zin theo xe nhé, tuần thứ 3 2022 nha quý anh chị. Giờ chiều rồi, 6 giờ rồi mà còn hơi nắng. Mình có thể bây giờ nó hơi chóa, quý anh chị thông cảm với em nhé. Xe đi 16.000 km zin nha quý anh chị ạ. Ở dòng Hyundai mới dầu thì là sử dụng máy động cơ 2.2 nha quý anh chị, động 2.2 dầu. Đi rất là tiết kiệm nhé, tầm 6-7 lít trăm km thôi, 7 lít 8 lít trăm km thôi mới dầu. Với lại Hyundai Santa Fe mới dầu rất được giữ giá nha quý anh chị. Quý anh chị mua đi sau này bán ra không thích nữa thì mình đổi xe, hay là mình bán lại thì vẫn có giá trị hơn là Hyundai Santa Fe mới xăng nhé. Cúp điện nha quý anh chị. Con này em đang bán với mức giá bán là 1.235.000.000. Giá xe còn thương lượng quý anh chị. Anh chị nào đang tham khảo dòng này các bạn Zalo em nhé, hoặc là điện thoại em theo số điện thoại 0377652627 nhé. Xem xe tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Xe có cửa sổ trời toàn cảnh panorama nè quý anh chị. Đây chế độ bấm đuôi, Haptic Control. Giữa làn đường và cruise control tích hợp trên vô lăng quý chị. Động cơ máy dầu nhưng mà rất là êm nhé, không như máy dầu của Kia Hyundai rất là êm quý chị, không phải như là dòng không có kêu to như là của Toyota hoặc là Chevrolet hay là Suzuki nhé. Máy dầu rất là to, kêu tiếng rất là lớn, kể cả Ford tiếng cũng hơi to quý chị, nhưng Ford có chế độ chống giảm tiếng ồn tự động. Con này ngày mai đi, ngày mai em sẽ lái một vòng, em quay cho quý anh chị xem cách âm và cái độ cách âm của xe và êm của xe, độ bốc và cái độ cân bằng ấy nhá. Đi qua những điểm G hay là những đường xấu thì cũng không có chồng chành như những dòng khác. Đây là Hyundai Santa Fe mới dầu. Quý anh chị nào đang tham khảo dòng này cứ liên hệ em với số điện thoại nhé. Còn mấy chị nào nhắn tin thì thông cảm với em nhé, tại em cũng hơi nhiều cho nên nhiều khi em trả lời tin nhắn hơi chậm ấy, thì quý anh chị thông cảm cho em. Giá xe còn thương lượng quý anh chị, hỗ trợ banh 70% giá trị xe nhé, thời hạn vay 8 năm. Và cảm ơn tất cả quý anh chị đã xem clip của em. Em xin chào tất cả quý anh chị ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau. Cảm ơn tất cả quý anh chị.